Quý hồ ra anh em, đã tới coi rồi mà đem dây lên cho rồi, ổ khủng quá. Ổ gơ quá. Quá mang xuống không nói. Ôi giời, em xe bị ổ em ơi. Bình điếng chưa? Đấy, thấy ổ em không? Ủa, ổ quảng rồi. Đấy, nó tìm vô ở đồng. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây. Ôi giời, em xem. Hàng đây siêu khủng luôn á, giống hay đó, khủng dữ à. Wow, yo. Tục lắm. Nhìn nó còn béo. Được, giờ là do nó to, nó muốn mưa, nó sầm, nó tấu á. Bị vô mũ chưa? Rồi lấy mũ ninh già chứ rồi. Chiều đây là nó muốn mưa đây nè, nó tập trung gì là nó sung lắm. Lấy vũ khí, mũ ninja. Mũ bị này bỏ không đấy không? Thôi nè, wow. Wow. Rồi. Thở gần lên không? Để mình vô mũ quá nha. Ôi, có đằng em. Ở lần bể hai cái chè đó là em thấy nó siêu khủng luôn. Bất tiếc là giờ trời nó không bị mưa này, muốn mưa. Sầm trời. Tối. Tối trời mất rồi. Không. Không đá đâu hết. Đây. Ôi giời, xem cái cổ em ơi. Đây thì không. Ồ, đấy hết, đấy. Cái này không có cái thớ nào nữa lên. Ngầu. Ồ, nãy lên lầu nhanh nhỏ kìa ngầu ấy. Nhanh nhỏ chỉa đằng kia này á. Nhanh ai nó chắc ổ em ấy. Ồ, cũng quẹt lá túa ra ấy. Kêu dài gọi hết cỡ thôi. Đó anh em. Ui. Ui. Thấy chưa? Ở dưới trên là cái nhánh nó nãy nó quẹt ổ em ấy. Ui. Ở dưới bên trên thì nhanh dữ lắm anh thua. Chưa? Wow. Wow. Dạo dài dạ. Nữa không? Dạ nữa. Dạ nữa. Ây ừ, đợt này không? Ây ổ này không? Wow, để vô lại thôi. To mà, đứng như nhìn thấy cũng quá quạng à. Wow, ra ra, ra đây, ra đây anh em. Đấy, nhanh đây. Wow, trời, thằng bánh đấy. Đưa đồng. Wow, đá mình kéo cho nó nấu cho cái nu cái nhánh tem ra nữa, đúng bài nha. Ồ, không có nấu nữa. Không, chung con cái đâu cờ đó chứ cũng còn ngon rồi má, mặt cũng ngon rồi má. Ai đưa, tiếc trời nó không luôn. Wow, biết cái không? Biết tiếng mà. Tiếng mà, wow, kéo nó được kéo dài chưa? Wow, nấu vô nguyên bao nhiêu ạ? Ôi dồ, anh em chọn chút nha. Chút cái nó ổn định khói nha, rồi xem đúng bài luôn. Ôi dồ, nó biết tiếng nghe anh em. Wow, đã cho như đâu là như ổ nãy. Ổ nãy nhìn thấy nó ham mà. Ôi ổ đúng ham luôn ạ. Ôi dồ. Ở cái cục kia trước cái là làm thêm ra đấy, nãy nó nói đấy. Ôi dồ, má không nấu à. Ôi dồ. Ôi dồ, anh em coi này. Ôi dồ, cái kia. À, nó nấu vô trong cái đoạn đấy mà, ít quá mà. Ôi dồ, má không nấu không? Ôi dồ. Đập đi, quất cái dây lên này bẻ. Ôi dồ, em đồng vô. Ôi nem này. Ôi dồ, nem này. Ôi dồ.
phần dư luôn á. Ui, xô. Hết nhỉ không? Khói quá, khói quá. Ui, xô. Nắng nấu không? Nấu đem dây lên hả? Để thử đã, tôi cần thử đây á. Đem dây lên ngầu dùng kia quay luôn, đúng bài hả, mẹ ơi. Ui, xô. Giải ở đâu mà như cái ổ nãy thấy cưa quá. Ổ nãy gì mà nó ăn hết. Ôi giời. Không, lên dây, lên dây. Ôi giời. Đợi dừng clip. Quý hồ ra anh em. Đã tới coi rồi mà đem dây lên dưới rồi. Ổ khủng quá. Ổ gương quá. Khủng quá, mang xuống không nói. Ôi giời, anh em xem cái ổ em ấy. Kinh điếu chưa? Đấy, thấy ổ em không? Ôi, khủng quá rồi. Ấy nó tìm vô trong, nó nấu vô trong cải ấy. Wow, vô mặc ấy. Mặc cái này. Mặc chứ mặc lên luôn á. Xuống mặc hết rồi. Ai đó nó quay ngược lại cho anh em mới làm cho đỡ. Xuống cho đỡ trời muốn mưa rồi. Anh em. Còn nãy mình quay ở dưới á. Rồi. Trời ơi rớt bánh luôn nha anh em. Rồi nó làm mặc nhiều quá. Với lại xa á. Không đi lại. Ôi. Dưới đá khô không có, không có mặt. Rột rột. Wow, chẳng còn cùng mặt đấy anh em. Wow, khô, khô. Đâu táo nó động không? Ôi dồi, mặt. Ôi dồi. Mọc gơ quá. Chỗ này là cái trái khối nó làm khó chịu gơ. Anh em. Ui dồi ôi con bạc. Wow. Hãy đưa anh quay lại cái mic kia nha. Quay cái mic điện thoại ra nó cháo. Nó khó cầm quá. Rồi xem nào anh em đây. Ui dồi anh em xem cái bầu mọc ấy. Ôi mọc cái này. Ui dồi không. Có gì hết. Ui dồi. Ôi dô, cưỡng gì bé. Đồ anh bị anh lúc đó dưới chỗ khối khối kia nè anh em. Ngao anh cơ gửi. Có ố đây là bình con bò. Ngao anh cơ cục tiền là bình bác bò kêu bên đây nè. Ồ, khối kê này mấy. Rồi anh em xem nha, cận cảnh hút cùng mặt luôn nha. Ôi dô. Lấy cái đó. Rồi nó biết. Cái chỗ của cái bít vàng kia là nó chưa khui á, còn mấy cái bít trắng trắng á nó khui ra nó nấu thêm á anh em. Rồi, đấy, mặc tìm vô bánh. Chưa chết mà chảy vậy. Rồi, rồi. Nấu. Tìm hết bánh luôn anh em. Rồi, vô mặc dây mà. Rồi, vô. Rồi. Anh em được qua cái dây này, nãy giờ này che cái dây là khó, anh em khó thấy. Đó, ổn định chưa? Hả? Kính bị kính nậu ring yếu. Uầy, xô, anh em vô. Mặc vô bờ lô. Uầy, vô. Bọn ra cho bị mang mặc xuống núi luôn hả? Dạ không? Găng dữ nè mẹ. Đó anh em quay qua cái con trống đó, coi nè. Ồ cái đọt coi gì nó lá đỏ đẹp không. Đó. Ồ mình lên coi là cao hơn ngọn núi quá. Ơi giờ ra dây. Ôi vô dài. Thẳng. Ủa, wow, em nó bu ra kìa nè. Nó đem cái ổ vô đây đứng dưới kia nhìn nó phút máy tàng coi ra vô hồng chứ thấy á. Nó đem trống quá nè. Đó, đứng rồi thấy lỗ nước nữa mà. Ờ, đấy, ngay vô qua đọt kia đây.
Chỉ cũng phước mấy cái tàng coi sao. Thấy nó đem thỉnh ra kia nó lách 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 vô rồi này. Xíu bên cái sành này. Bên đầy khi vô cái sành rồi. Mấy bà lại lên hết sấy rồi. Chỗ nào? Kem qua kia anh. Đây, theo đấy, theo kia đấy. Nếu mà còn đông lúc kia đấy. Còn bà và nó nữa. Hôm nay ổ cái kết rau nào cũng còn nó lấy nước nó dâm lên đấy nữa. Đồ em nó máu gì nó đem trước ổ một cái nữa nè anh em. Wow, vô cũng mặc. Nãy lấy cái kia rồi má biết không mà lấy cái đây biết ham. Trong mắt nha bị cười vô vậy. Hả? Được. Kia cái lá nó đỏ giống cành na nha, ta như vậy không nhọn đấy. Kim có em mỏng có mọc mà anh gì? Ôi trời. Anh em chung ngờ là đâu đoán thử cái đây siêu phẩm nhiêu lít đây. Ôi trời. Đoán thử với anh em. Thử giá. Đoán thử giá nhiêu quá bị bó tay rồi, bị đoán không nổi nữa. Dạ. Hả? Không, không hết được cái kia nó vô hết sao được hết hay vậy. Đồ em mà. Đấy, cái hồ nó làm cái kia chắc tới cục vàng đấy. Ông xem nó nấu lên trời nữa nó đem quất lum lum rồi. Ôi dồi, khắp cái dao bên tay quan riêng, đúng à. Thua vậy, dao đấy. Cây cỡ đấy mà. Ôi dồi, anh em thấy cây cỡ đấy mà. To hơn cái đuôi mà. Đấy anh em, wow, coi cục đai nó vô này, ba lô này. Nó kêu cái rọt hay nó kêu cái bất biết. Uầy, vô. Anh em coi mặt cháy, mặt màu vàng đẹp ghê à. Cái da lại cậy cứng lắm. Uầy, uầy, trời ơi, lồ anh em. Uầy, wow, còn mặt ấy, anh em thấy mặt không? Vàng ấy. Ươm luôn. Ôi vô mặt đẹp. Khu rừng nào vậy á. Sao có sáng cái tổ nãy ra này nó già quá nè. Hút mặt mày ơi. Kia dưới được đầu ạ. Mới rung coi rồi em nó bay ra xung. Ôi giời. Nhiều đầy ra không biết nhiều lít nữa luôn. Ủa, xuống, anh em, rau, cục. Đây nữa, xuống coi này. Wow, mà coi anh bị ủa nặng quá độ kéo vô là nó không ai đâu tuột là cục kia nó nặng hơn cục đây mà cục kia anh tải ra luôn à. Giờ là nó nấu
sạc cái tay lọt hoài bầy luôn kéo. Đó tục. Rớt rồi. Đâu, vô ba lô ra anh em. Ua, xô. Tràng ba lô mất rồi. Lúc ba lô. Tràng ba lô anh em ơi. Ua, siêu phẩm cho anh mới đã. Lúc ba lô. Ua. Rồi, hết rồi. Còn đợi chúng nó ít này hít cũng được. Trò trò luôn. Ôi, vô. Siêu phẩm quá rồi, giờ cũng đâu vô ba lô này. Quạt cái phối cho nó ra hết. Ôi, vô. Một ba lô ra mà sao phải mang nấu ấy. Ôi, lúc ba lô luôn á. Ôi, vô. Bảy tượng có 8 lít chưa? Wow, bọn em thấy mặt kinh điển chưa? Cọc ba lô nối luôn mà. Ba lô cọc được mà. Wow, sợ. Wow. Tay trơn khó cột. Đầy quá. Cột sơ sơ vút lại. Rồi anh em đón xem mình bị anh bị anh lại anh phấn mặt này. Cái đuốc dưới ở đâu vậy? Tàn rồi sao vậy? Giờ thấy khói. Anh em có cái đoạn mật xuống cây này ăn. Ồ, nó biết mật quá nó tổ ở đây mà sao nó còn ít lấy nước rồi. Đúng nước không? Thường ở đây nó lấy nước cũng vừa lắm. Ít lấy. Wow, đem của em nó xong vào nó lấy mật nó lại. Nặng quá. Bút vào luôn. Cột thêm nhiều bạn cho đó, nó mạnh quá đây mà. Như một con heo lứa mà thứ gì nữa. Ủa, lúc mà lùa, rùa quá. Mắc mưa, đỡ cho đồ, mắc mưa ngay. Đã dịa tháo méo luôn ạ. Nào đây, mặc xuống cái đây. Đúng mặc nha, bị ư. Rồi, hắt thấy rồi anh em à. Mình kết thúc video nha, xuống cái hả? Chào tạm biệt anh em. Nhớ subscribe theo dõi mắt bảy. Tạm biệt mọi người nha. Rồi, xuống cây nữa. Hết khói không?